Video chỉ mang tính chất vui vẻ, giúp chúng ta giải tỏa căng thẳng trong những thời gian rảnh rỗi, không cổ vũ cho bất cứ hành vi tiêu cực nào đi ngược thuần phong mỹ tục của Việt Nam. Ok các bạn ơi, và vừa rồi thì mình cũng đã gọi là set up xong cái phòng của mình rồi. Thực ra là nói là vừa rồi thôi, bởi vì các bạn sẽ xem cái video clip này độ khoảng đâu đấy 10 phút cho đến 15 phút là cùng, đúng không? Nhưng mà mình đã mất tầm khoảng 4 đến 5 ngày để mình có thể set up xong cái phòng của mình. Và bây giờ thì mình sẽ cùng với cả các bạn đi tham quan xem là liệu cái phòng của mình như thế nào. Thì có lẽ là mình nghĩ rằng là cái hành trình mà quay vlog trong cả một cái tòa nhà mới này của mình á, nó sẽ rất là dài, nhưng mà để ngày hôm nay thì mình sẽ dẫn các bạn đi thăm cái phòng của mình trước. Sau đó thì chúng ta sẽ cùng nhau khám phá công ty của mình sau nha. Mình sẽ quay thêm những cái vlog khác để cho bạn coi trong tương lai. Còn bây giờ thì nó còn vẫn còn đang rất là bừa bộn này, nhìn xung quanh này. Đó, các bạn nhìn không? Xung quanh này còn đang rất là bừa bộn, thùng thiếc các thứ mà mình vẫn vứt ở đây nè. Đó, nên là ấy, mình nghĩ rằng là có lẽ là trong tương lai thì mình sẽ quay thêm cho các bạn coi những clip khác. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đi khám phá cái phòng của mình trước nhá. Còn khi nào mà công ty mình xong thì mình sẽ quay cho bạn xem full sau. Ok. Thì đây. Đó, các bạn có thể nhìn thấy là hiện tại là cả một cái hành lang rất là lớn, và hành lang này nó là hành lang của phòng hội anh em. Và đây là phòng kho. Trong này thì cái mình có thể cho bạn xem luôn, bởi vì cái phòng này thì cũng chưa xong, phòng này đen thủ lùi các bạn ạ. Đây, nó tối luôn á. Và đây là cái phòng mà để cho gọi là Mr. Vịt này, Phong Cận này, Siro, Kyron chứa đồ trong này. Thì bọn mình vốn là đang để tất cả những cái thùng, các bạn thấy ở đây là figure này của Siro vẫn đang cất ở đây, hay thậm chí là đồ của Kyron các thứ là vẫn cất ở đây. Nhưng mà bọn mình sẽ dọn dẹp nó sau, bởi vì phòng này không phải là phòng kho để chứa đồ, mà là phòng này phòng là phòng treo đồ nha anh em. Tức là sau này bọn mình nhiều quần áo quá thì bọn mình sẽ để ở bên phòng này. Ok. Rồi, tiếp theo nữa thì ở bên này, đây, đối diện phòng mình, đây là phòng của Siro. Phòng này thì Siro sẽ tự quay và review cho bạn trên kênh của Siro sau nhé. Phòng kia là phòng bên tay trái này là của Kyron, và phòng này là phòng của Phong Cận. Nhưng mà phòng của mọi người thì mình phải gọi là tôn trọng cái quyền riêng tư của cá nhân mỗi người, nên mình sẽ không quay, mình sẽ để cho các bạn tự review. Còn mình hôm nay mình chỉ quay review cái phòng của mình thôi. Đây là phòng của Mr. Vịt. Sau thì mình sẽ treo một cái bảng phòng của Mr. Vịt ở đây. Còn đi bây giờ là do là mới quá nên mà mình chưa thể nào mình cho bạn coi được, thông cảm tí đi. Thôi, ok. Mời vào phòng thôi. Ta-da! Đây. Đây chính là phòng làm việc của mình các bạn ơi. Rất là nhiều thứ đúng không nào? Cực kỳ nhiều thứ trong căn phòng này. Và đây là phòng làm việc của Mr. Vịt. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng xem là liệu cái thành phẩm của mình trong vòng 4 đến 5 ngày vừa rồi là mình làm cái gì mà kiểu vất vả, vật vã, xùi bọt mép ra để gọi là set up một cái phòng mới này. Thì việc đầu tiên là các bạn có thể nhìn thấy là nó sạch sẽ như thế này á, là mình đã phải mất mấy ngày quét đây. Mấy ngày mình cứ cầm ở trên tay cái gọi là máy hút bụi này, và mình phải đi hút hết từ đầu đến cuối cái phòng này thì nó mới sạch được như này. Nên là đấy là cái thành công đầu tiên mà mình muốn quay cho các bạn. Đó, đầu tiên là mất 2 ngày trời để hút bụi, bởi vì khi mà mình về đây á thì cái phòng này nó rất là bẩn, nó rất là bừa luôn các bạn. Và kiểu sàn xiếc các thứ là bao nhiêu bụi gỗ này, bụi xi măng này và rất nhiều thứ khác nữa, nó trộn tùm lum lên giống như kiểu một cái nồi cắm lợn vậy. Và bây giờ thì nó đã sạch sẽ rồi, 10 điểm luôn đấy. Con người chăm chỉ nhìn mặt đẹp trai, cái ai người ta khen. Ok anh em, thì bây giờ là đến cái góc làm việc cháy máy nhất của tôi. Đây, góc làm việc này nhìn thấy nó hơi bừa bộn một tí, nhưng mà nó lại không hề bừa bộn tí nào, nó lại sắp xếp một cách cực kỳ IQ anh em. Đây, thì việc đầu tiên nổi bật nhất ở trên cái bàn làm việc của tôi đây là cái máy điện thoại anh em nhìn này. Đấy, dù bận, dù làm gì chăng nữa vẫn chăm chỉ gọi là cắm máy treo tiệc cho gọi là các fan vào chơi 24/24 đấy. Còn nếu mà trong trường hợp mà xảy ra sự cố là nổ máy thì tôi sẽ mua điện thoại khác để tôi cắm lại cho anh em xem. Tiếp theo nữa thì đây, các bạn có thể nhìn thấy ở trên bàn của mình là hai cái dàn máy. Cái máy tính này thì thực ra là trước mình cũng đã quay một cái vlog để cho bạn coi rồi. Và đây là cái bàn làm việc của mình thì mình bê từ ngoài Hà Nội vào trong thành phố Hồ Chí Minh. Tức là tất cả những thứ này này mình phải đóng trong một cái thùng, gọi là không phải một cái, chính xác là 8 cái thùng mình bê từ Hà Nội vào trong tận thành phố Hồ Chí Minh, mệt vãi cả chuối ra. Nhưng mà thôi không sao, tiền cũng đã mất rồi thì phải chuyển đồ vào đây chứ, bây giờ tôi cũng xây nhà to lên rồi không vào ở bốn chết anh em. Nên là mình đã quyết định là chuyển hết đồ vào đây. Và hai cái máy tính, hai cái màn hình này thì khỏi nói nhá, ngày trước đã quay rồi, ai chưa xem tự tìm trên kênh Mr. Vịt mà xem lại đi. Cái máy tính xương xương 200 củ, đấy, của người gọi là gì ta, bảo người giàu thì không phải, người gọi là đi lên từ gọi là những cái khó khăn, những cái khổ cực của xã hội. Bây giờ mới có ngày hôm nay thì mới có cái máy này thì cũng nhờ cảm ơn mấy bạn xem video của mình nhá. Mình bao lần kêu gọi các bạn bấm một quảng cáo là để đầu tư máy đấy, rồi đầu tư rốt cục cũng chỉ để làm video cho bạn coi, chứ tôi chơi game được là mấy đâu. Một ngày 24 tiếng tôi chơi game được có 23 tiếng à nhầm, tôi chơi game được có tầm khoảng đâu đấy khoảng 30 phút đấy, chứ tôi chả chơi game mấy đâu. Thề anh em, không chơi game nhìn mặt uy tín đấy. Thì nói chung là cái máy này thì không phải bàn rồi, đây là em yêu của mình thì để sản xuất video clip cho bạn coi. Nhưng mà nếu như bạn nào là fan chân chính của tôi ấy, thì nhìn kỹ vào cái dàn này, các bạn có nhìn thấy cái gì mới không? Bạn nào mà nhận là fan chân chính, fan bê tông, fan gọi là cực kỳ cứng của tôi thì bạn xem có cái gì mới không, nhìn thử kỹ xem. Tôi cho các bạn 5 giây nhá, 5 4 3 2 1 hai cái đèn này,
giới thiệu bạn hai cái đèn này. Nó tỏa ra một cái hương thơm cực kỳ là hấp dẫn luôn. Các bạn biết gì không? Đấy là mùi giàu. Mùi của người có tiền anh em ơi. Rồi, uầy, mua hai cái đèn này xong cái người có tiền là cuối tháng ăn mì tôm luôn anh em ạ. Anh em nhìn, ấy sợ ấy sáng. Bên này, thò tay vào, đằng sau ấn, ấy sợ ấy sáng. Uầy, ngồi đây tự dưng kiểu da mặt mình thì hơi đen tí, nhưng mà đánh hai cái đèn vào cái thành Hàn Quốc anh em ạ. Đẹp trai. Hết lúc chấm luôn anh em. Và hai cái đèn này là của hãng Egato. Ở đây Egato có xem được clip này booking quảng cáo nhé, lấy giá rẻ rơi giảm giá hẳn 30%. Ok anh em. Và đây là hai cái thứ mới, và ngoài ra thì cái bàn phím này cũng rất là mới. Thực ra là cái này là cái mà các bạn ít được nhìn nhất, là bởi vì người ta quay video là người ta quay ở trên máy tính, chứ người ta không ai người ta quay bàn phím bạn coi cả. Thì bạn có thể nhìn thấy này, mùi dầu anh em ơi, hơn 5 triệu cái bàn phím, không một hạt bụi, chứng tỏ đồ mới đấy anh em. Đấy, đồ mới cứng đét như thế này, đầu tư để cho bạn chơi, đầu tư để quay video cho bạn đấy. Thì đây là cái bàn làm việc của mình. Rồi, nói chung là giới thiệu qua về linh kiện điện tử là những cái đắt giá nhất trong cái phòng này nhá. Thì nói chung là những cái đồ ở trên này này, trên giá này này thì mình mang từ ngoài Hà Nội vào. Có một số cái ví dụ như cái loa này thì để mình chiêu, cái loa này thì là mình của được Mimi TV tặng nha anh em. Cái loa này Mimi tặng mình. Và mấy cái đồ này là mình đi mua ở siêu thị anh em, các bạn đừng thắc mắc bởi vì nhà các bạn kiểu gì chả có. Tiếp theo nữa là cái ảnh này. Cái ảnh này là cái ảnh mà mình được một bạn fan đậu xanh rau cạo râu. Quên mất không cạo râu, quay video lại thiếu đi sự đẹp trai, các bạn lại dislike video chết dở mất vài follow. Đã cạo râu rồi nhá, 10 điểm. Ok anh em, rồi. Cái ảnh này là cái ảnh mà mình được một bạn fan, nhầm, mẹ của một bạn fan. Nhưng mà bạn ý thích mình nên là mẹ bạn ý làm để đưa cho bạn ý tặng mình. Anh em thì bạn này các bạn cũng khá là quen thuộc, các bạn ý ở trên YouTube rồi. Bạn nào mà biết thì nhớ comment xuống dưới nhá. Thì đây là một món quà mà mình được tặng, và cái ảnh này là ảnh tuy mình không được đẹp trai như cái thằng ở trong ảnh này, nhưng mà dù sao đấy ông nhân vật là nhân vật của mình. Người ta gọi mình là gì nhỉ, trai Alime đấy. Ok anh em, thì đấy cái giá này, thực ra là ban đầu cái giá này nó sẽ phải để nhiều hơn thế nữa, nhưng mà mua máy xong hết tiền anh em. Anh em xem nhớ ấn quảng cáo thì có tiền mua thêm, nhưng hết tiền thôi. Nhưng mà là đấy, giá còn trống nhá. Bạn nào mà muốn gửi quà tặng thì mình để địa chỉ công ty sau anh em gửi đến. Tôi vẫn lại là gửi thì tôi không phải tôi xin quà đâu, nhưng mà ai cho tôi vẫn nhận. Ok anh em, rồi. Thì đấy là cái góc làm việc này của mình, nó chính chỉ có thế thôi. Và quan trọng là mình có một cái quả bàn siêu to khổng lồ. Một quả bàn mà mình có đứng gọi là giang hai chân hai tay ra nó cũng không thể nào mà hết được nha anh em. Và cái bàn này thì mình đặc biệt là mình thích ngồi làm việc ở một cái bàn rộng, bởi vì đơn giản là mình sẽ cảm thấy mình được thoải mái, và đại loại là có cái gì mà cần trưng bày lên thì trưng hết lên trên đấy thôi. Rồi ok, mấy cái ngăn kéo này thôi các bạn đừng xem nha, bởi vì toàn là thuốc với cả mấy cái đồ linh tinh của tôi chứ không có gì đâu, tôi không chứa gọi là mấy đồ vật chất cấm nguy hiểm ở đây đâu, tôi người lành mạnh. Ok anh em, tiếp theo nữa đây, giường của người cô đơn. Giường này chỉ dành cho một người nằm thôi nha anh em, thực ra là hai người nằm cũng được, nhưng mà yêu cầu là hai người phải gọi là body một tí, bởi vì giường này là giường cá nhân, chiều dài của nó là 2m và chiều rộng của nó chỉ khoảng 1m thôi, nên là tôi làm một mình cá nhân tôi thì nằm sẽ kiểu như này, làm cái kiểu làm việc xong cái làm đây ngủ luôn, không cần quay clip luôn. Ok anh em, thì đây là đồ đi ăn xin, đây là đồ đi ăn xin. Tôi do tôi mới vào đây, đến kể cả chăn gối các thứ của tôi chả có một cái gì cả, và tôi phải đi ăn xin người khác để được cái gối anh em ạ, để được đi ngủ đấy, còn ăn xin ai thì anh em tự nhìn nhé. Ok anh em, rồi. Cái này thì các bạn đừng hỏi, bởi vì đây là cái, thực ra không phải cái chăn đâu, không phải mền đâu các bạn, mà đây là một cái bộ quần áo đồ thú. Nhưng mà do tôi chưa có cái mền, và buổi tối tôi lạnh quá thì tôi tạm gọi là đắp cái này lên người, như kiểu là lấy cố gắng là che thân lại anh em, không thì chết rét luôn anh em. Thì tôi để tạm đây nhé, các bạn đừng thắc mắc. Thì đặc biệt là tôi rất thích cái giường này. Nếu như bạn nào mà vẫn chưa biết thì tôi sẽ rất vinh dự giới thiệu cho bạn biết, giường này là giường của người giàu và cũng toát ra mùi giàu. Giường này mười mấy triệu một cái anh em, chân đời tôi chưa là tôi mua cái giường đắt đến như thế, bởi vì custom 100%, màu tùy chọn theo cách mình yêu thích, và đặc biệt là thiết kế theo cái kích cỡ mà mình cần luôn anh em. Và tôi đã yêu cầu giường của tôi là phải có tủ. Giường của tôi có tủ anh em, và tôi có thể để rất là nhiều đồ ở dưới này. Thực sự là tôi khá là thích cái giường này, bởi vì nó vừa là cái tủ mà nó vừa là cái giường luôn nha anh em. Anh em biết vì sao tôi thích cái giường này không? Tôi không thích gầm giường anh em ạ, vì cái điều đáng sợ nhất đối với tôi là tôi sợ có con gì đấy nằm dưới gầm giường, nên là tôi đã yêu cầu là có một cái giường tủ, không có một cái khe nào ở đây hết, và tôi chắc chắn là không có một con nào có thể chui vào nằm ở dưới gầm giường tôi được, điều rất là đáng sợ đúng không anh em. Tiếp theo nữa thì trong này có một cái giá này thì tất nhiên là sẽ là cái bản thiết kế mà do mình yêu cầu. Trên này thì nói chung là các bạn nhìn thấy có một số đồ vật nguy hiểm trên này đúng không, giống như kiểu là đây có một cây kiếm katana, nhưng mà thực ra đây là cây kiếm bằng gỗ nha anh em, và kiếm này là tôi được Siro tặng. Đây là kiếm Siro mua ở trên Shopee anh em ạ, nên là Siro mua hai cái tặng tôi cái, cầm cái này thỉnh thoảng để chém ruồi anh em, chứ còn chả gọi là gây được một tí sát thương nào với ai đâu. Tiếp theo, ui dồi ôi,
đây là cây súng anh em, nhưng không phải súng thật mà đây là cây súng đồ chơi. Cây súng này là cây súng bắn cái đạn thạch anh em, và đặc biệt là nó cũng bắn được rất là giống thật, nó bắn được khá là giống thật đấy. Đây sẽ bắn như này đó, thì là súng đạn thạch, thì tôi cũng để đây để trang trí thôi chứ còn nó chả để làm gì cả. Tiếp theo nữa thì ở trên này của tôi có mấy cái đồ linh tinh. Thì mấy cái đồ này thì các bạn nào là fan của Hero sẽ biết rồi. Đây là những cái mà hộp Simi Yanere hàng limited đấy. Bạn nào chưa mua thì kệ các bạn, mình có rồi. Hàng này chỉ bán có đúng 500 hộp thôi. Nên là các bạn nhớ, nếu mà những sản phẩm nào là limited thì nó sẽ không quay lại lần thứ hai đâu. Đây là để ý mà mua nhé, không sau không mua tiếp. Ok anh em, tiếp theo nữa là hộp Hero Xmas. Cái này thì cũng có rồi. Thì hiện tại là hai cái hộp này rất vinh dự, cũng không phải của tôi mà tôi đi nhặt của người khác. Tôi thấy người khác để quên ở ngoài hành lang, tôi lụm. Bởi vì chắc là người ta bỏ đi đấy. Ừ, và tôi là một người có học thức, tôi mua rất nhiều sách, dù chả bao tôi đọc sách. Thứ hai là một năm tôi đọc tầm khoảng được 1-2 cuốn thôi. Nhưng mà đây là sách về kinh doanh. Thì giới thiệu với anh em, trên vai trò cương vị của Hero Media thì tôi cũng là người thành lập và người sáng lập, mặc dù cho công ty tôi chả chức vụ gì cả. Nhưng mà để mà lãnh đạo được tổ chức thì cũng phải học anh em ạ. Thực ra là chúng ta luôn luôn phải học, dù các bạn có bao nhiêu tuổi hay các bạn có là ai chăng nữa thì vẫn phải học. Và tất nhiên mình cũng thế, nên mà mình cũng phải đọc với những cuốn sách về quản lý thương hiệu này. Thậm chí tôi có sách về YouTube, tôi có cả những cái mà liên quan đến gì ta, luật tâm linh đấy, nó liên quan đến rất là nhiều cái. Nghĩ giàu nhưng mà làm nghèo, còn nghĩ giàu làm giàu nha anh em. Đấy, rất là nhiều những cái ở đây mà cần phải học. Và sách là một kho tàng kiến thức miễn phí được các cao nhân để lại, nhưng mà muốn mua nó thì phải mất tiền đấy. Ok anh em. Và ngoài ra nữa thì ở trên này tôi để ở chỗ vị trí cao nhất đây thì có một cái hộp, và bạn nào là fan cứng, fan bê tông của tôi thì sẽ biết là cái hộp này ở đâu ra. Cái hộp này á là hộp của Camui tặng tôi, và trong này nó có một số những cái món đồ mà tôi kiểu tôi bị quý nó quá rồi tôi không nỡ sử dụng anh em. Đây, nó có hẳn một cái lót chuột hình con vịt. Đáng nhẽ tôi có thể hoàn toàn để ra kia để dùng, nhưng mà nó đẹp quá tôi không dám dùng anh em, sợ dùng cũ đi. Cũng không dám dùng, cứ để cất cho nó mới. Và bên này thì có hẳn một cái bàn phím hình con vịt luôn. Có hẳn một cái bàn phím hình con vịt luôn, nhưng mà đẹp quá không dám dùng. Nên là thôi cứ cất tạm đây, khi nào có hứng thì dùng sau. Thậm chí có cả một cái lót chuột hình con vịt luôn. Rất là nhiều đồ anh em. Nhưng mà đây là quà của bạn thân mình tặng nên thôi cất đi cho nó mới. Rồi ok. Đấy, mình để nó vị trí cao nhất luôn nha anh em. Đấy, tối nó mà rơi đầu tôi thì tôi vĩnh biệt cụ luôn. Thì bên này thì là mấy cái đồ linh tinh khác thì bạn nhìn là biết rồi. Và ở đây là cái em tủ lạnh. Em tủ lạnh này thì đặc biệt là tủ lạnh dành cho cá nhân một người thôi. Và vâng, biểu hiện của người nghèo, tủ lạnh không có gì ngoài chuối và nước nha. Chỉ có vài quả chuối, các bạn nào ăn chuối không tôi ship cho mấy bạn. Mấy quả này tôi có nhiều chuối lắm này. Đó, tôi còn rất là nhiều chuối. Nhà nghèo anh em, các bạn cứ xem quảng cáo đâu mà làm gì có tiền. Cứ bảo Mr. Beat giàu nhất team lấy đâu ra. Mấy bạn cứ tưởng tượng ra, xong mấy bạn cứ nghĩ tôi giàu. Đây là cái tủ quần áo. Tủ này thì tất nhiên là tủ cá nhân. Thì trong này có rất là nhiều quần áo của tôi. Đủ các loại quần áo, nhưng mà nó chỉ chiếm khoảng đâu đấy là khoảng 3/5 số lượng quần áo của tôi thôi, bởi vì là 2/5 còn lại tôi đang để ở ngoài Hà Nội rồi. Và cuối cùng, phòng nào cũng thế. Nếu như các bạn muốn chờ đợi các vlog của Hero Team á thì chắc chắn là phòng nào nó cũng sẽ có một cái toilet. Toilet riêng, mọi người đều có toilet và mỗi người một cái bồn cầu và cộng với cả một cái bồn rửa mặt. Thế thôi, nói chung là cá nhân mình dùng thì chỉ như thế này là đủ rồi, và toilet của tôi là rất là to. Nếu như bạn nào xem vlog này thì tôi công bố với các bạn biết luôn, toilet của tôi tự hào là to nhất cái chung cư này luôn anh em. Mà tôi cũng, thực ra không phải do tôi yêu cầu toilet to đâu, mà đây là cái phòng của tôi được chỉ định. Cái ngày mà chọn cái phòng này ấy, là 4 người của Hero Team rút 4 cái lá thăm. Và tôi vô tình tôi rút được cái phòng của Siro. Nhưng mà Siro không thích thì Siro đổi cho tôi, và đây cái phòng này là phòng của tôi. Thì đây là phòng này, nó gọi là gì ta, phòng chọn người chứ không phải người chọn phòng nha anh em. Và cái phòng này vốn là từ đầu nó đã có cái toilet to như thế rồi. Thì yeah. Và đặc biệt cuối cùng tôi để dành một cái món quà cho những bạn nào mà đang theo dõi kênh tôi, cũng như là đang xem video của tôi đến tận giờ phút này mà vẫn chưa tắt video đi, bởi vì nó quá là hề hước. Ừ. Đấy, thì là tôi có một cái bảng. Các bạn nhìn trên này có một cái bảng. Thế ra cái bảng này là cái bảng có nhiều thông tin nhất ở trong cái phòng này. Nó bao gồm đây, đây là cái vé máy bay mà tôi ghim nó ở trên cái bảng này. Và cái vé này nó là cái vé một chiều anh em ạ. Nó là cái vé một chiều, bởi vì là không phải là một đi không quay trở lại. Kiểu gì mà tôi chẳng phải về nhà, tôi thăm gia đình nhà tôi ở Hà Nội. Nhưng mà cái vé này là cái vé mà bình thường mình đi vào Nam á, mình sẽ đặt vé một chiều đi, tức là vào Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, và một chiều về từ thành phố Hồ Chí Minh về Hà Nội. Nhưng mà vé này là vé lần đầu tiên tôi đặt một cái vé một chiều, và thực sự nó rất là có ý nghĩa đối với tôi. Và đây cũng là cái ngày mà tôi gặp Hero Team ở tại công ty của mình. Thứ tiếp theo nữa là có một cái ảnh của fan meeting Hero Team, các bạn có thể nhìn thấy ở đây. Nên là tôi cũng đã ghim nó trên cái bảng này. Thì bảng này nó có hai tác dụng chính. Một là nó sẽ lưu giữ lại những cái khoảnh khắc, những kỷ niệm của tôi với cả Hero Team, tôi sẽ cắm nó lên trên này. Hoặc là những cái công việc mà tôi cần làm hàng ngày, tôi sẽ ghim nó ở trên này để tôi thực hiện. Và sau đó nếu mà thực hiện xong rồi tôi sẽ xé cái nốt này đi, và ngày mai tôi sẽ ghim cái nốt khác. Thì yeah, nói chung là
Hiện tại là do tôi chưa có nhiều thứ để ghim. Lên cái bảng này nên tôi chỉ có một vài tấm ảnh thôi, thì các bạn có thể thấy ở đây là tôi đang có một lùi các cái tấm ảnh khác nhau. Thì chủ yếu là ảnh của một là bà cá mui và hai là ảnh của tôi, bởi vì là cái ảnh cái bộ này là bộ nếu như bạn nào mà chưa mua cái bộ này thì nhớ mua bộ Best Friend nha, sản phẩm đầu tiên collab giữa tôi và cá mui, hai người bạn. Bộ Best Friend rất là đẹp. Thì ở đây có mỗi ảnh của tôi và cá mui, và tôi cũng chẳng biết cắm cái ảnh nào lên đây nữa nên tôi sẽ cắm tạm nha anh em. Và cái bảng này đặc biệt nó là cái bảng ghim chứ nó không phải là cái bảng viết, nên chúng ta sẽ phải sử dụng cái hộp ghim như này nè, cái hộp như này. Và chúng ta sẽ cắm nó lên trên cái bảng này. Chúng ta sẽ lấy một cái ghim ra. Đây, đây là mặt cá mui đáng ghét. Rồi bây giờ mình sẽ ghim lên trên như này. Mình sẽ cắm như này. Hộp của Pháp là bà sẽ ngồi chễm chệ ở trên cái bảng này như thế này anh em. Và ảnh của tôi thì tôi có 3 cái. 1, 2, 3 đúng nhỉ? Thế nhưng còn cái nào nữa không ta? Cái này tôi cắm rồi nè. Còn một cái này nè. À, bà cá mui bà còn 2 cái và tôi có 2 cái. Thì mình sẽ ghim một cái nữa lên nha. Thì sau mình sẽ in thêm các hình của Hero Team và mình sẽ ghim lên kín cái bảng này luôn. Đây, nó sẽ là như thế này anh em ơi. Đấy, cắm phộng một cái vào đây. Đấy, bà cá mui sẽ đứng im ở trên này luôn. Tiếp theo nữa thì tôi có mấy cái ảnh cute của tôi với cả bà cá mui. Ảnh này, hai cái ảnh mà đâu ta, ảnh này ảnh ôm củ cà rốt này, và ảnh này là ảnh cõng cá mui cầm máy bay. Thì mình cũng sẽ ghim lên trên này luôn nha anh em. Đây, cắm lên trên này, bởi vì cái bảng này giờ nó trống vãi chuối, không ghim lên làm gì. Đấy, ok rồi, ghim lên đây. Và thêm một cái nữa ở góc phía đằng này đi, hai cái. Ok, chọc vào đây rồi. Đấy, thì cái bảng này phục vụ mục đích nó sẽ ghim lên như thế. Và yeah, nói chung là sau khi mà mình show up cho bạn xem xong cái phòng mình rồi thì phòng mình hiện tại mới chuyển về nên chỉ có thế thôi, đòi hỏi cái gì nữa. Còn muốn xem thêm phòng mình á, hoặc mình muốn trang trí thêm á, thì các bạn có hai cách. Cách 1 là gửi quà cho mình ở đây hoặc không. Cách 2 là các bạn xem video, các bạn ấn cho tôi một cái quảng cáo, tôi sẽ có tiền để tôi mua đồ trang trí. Chứ giờ tôi làm phòng xong hết tận mấy trăm triệu, tôi hết tiền rồi anh em. Tôi chính thức là trở thành người nghèo nhất cái chung cư này anh em ơi. Tôi đã trở thành người nghèo nhất rồi. Và các bạn nhớ ủng hộ video tôi nhé. Nói thật, nói nghiêm túc ấy, là chỉ cần ấn một quảng cáo tôi làm đã gọi là ủng hộ cho Vịt rất là nhiều rồi. Và Vịt rất là cảm ơn các bạn vì cái điều đó nha. Rồi ok, còn bây giờ thì nói chung là chúng ta sẽ... À quên, thực ra còn hai cái nữa quên. Đấy là cái thảm. Cái thảm này là cái camu cho tôi. Nói chung là trong phòng là nhiều đồ camu cho lắm. Cái này là cũng là camu mua cho tôi nè. Xong rồi có một cái nữa, cái này là con dao nha em. Cái này con dao cũng là camu cho này. Nhiều đồ camu cho lắm, các bạn là camu sát thủ Shopee, mua được đồ rẻ là mình cũng hay kiểu xin. Và đây là cái phòng của tôi. Đã review xong rồi cho tất cả những bạn fan chân chính của tôi, những bạn mà theo dõi Mr. Việt trong hơn một năm qua. Và mình có thể nói rằng là cái phòng này nó là cái phòng của các bạn tặng mình. Bởi vì nếu như không có những người như các bạn xem video của mình hay là ủng hộ mình thì lấy đâu ra tiền để mình có thể xây công ty, rồi có cái phòng này, hay thậm chí có dàn máy tính hay tất cả những thứ ở trong phòng này đang có. Nên mình có thể nói rằng là đây là sự thành công của chúng ta. Và mình là người đại diện cho các bạn để có thể được trang bị những cái gì tối tân nhất, phục vụ cho các bạn bằng cách sản xuất video cũng như là hỗ trợ cho Hero Team để xây dựng cho Hero Team ngày càng phát triển hơn nha anh em. Rồi, nói chung là cuối cùng thì cảm ơn các bạn rất là nhiều vì đã theo dõi video clip này của mình. Và cái người mà nãy giờ mà quay video cho bạn coi á, đấy là bé Xuân Mai, hay còn gọi là AKA là Mai Đen. Thì Mai Đen sau này sẽ có kênh, các bạn nhớ qua ủng hộ kênh của Mai Đen. Và Mai Đen sẽ quay video với mình rất là nhiều trong thời gian tới, bởi vì hiện tại Hero Team đang có một số thành viên mới. Và muốn biết những thành viên đấy là ai thì bạn hãy chờ đợi trong video clip tiếp theo nha. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở trong các video sau. Nhớ cho tôi một like nhá, và nhớ xem quảng cáo để có tiền mua đồ trang trí nhá. Bye bye.